Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Đội An ninh Công an thành phố Buôn Ma Thuột kiểm tra phát hiện hai trung tâm đào tạo chứng chỉ ngoại ngữ tin học ở thành phố Buôn Ma Thuột có nhiều sai phạm. Sau một thời gian theo dõi nắm tình hình, Tổ công tác của Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Đội An ninh Công an thành phố Buôn Ma Thuột kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm tại Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Tân Việt Mỹ ở số 553 Lê Duẩn, phường E Tam, thành phố Buôn Ma Thuột. Tại đây, Tổ công tác phát hiện trung tâm đang tổ chức cho 16 học viên thi chứng chỉ ngoại ngữ. Mặc dù trước đó Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư 20 cấm mọi hình thức tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ sau ngày 15 tháng 1 năm 2020, thế nhưng trung tâm này vẫn tổ chức cho học viên đến thi chui để cấp chứng chỉ. Thì tôi lên đăng ký để thi chứng chỉ Anh văn B trên trung tâm, thì ở đây thì tôi đăng ký thi mà họ bảo là tới ngày thi thôi. Thì thông qua nhiều người nói thì trung tâm này hứa là bao đậu khi đóng tiền 1,3 triệu. Bọn em thấy số trung tâm thì gọi điện thì họ bảo là tới ngày đó đóng tiền rồi lên thi thôi, tới ngày hôm nay này là đóng 1,3 triệu rồi lên thi thôi. Không thi cũng không học gì hết, chỉ đi bảo là hôm nay lên thi thôi. Chỉ đóng 1,3 triệu là lên thi thôi. Được biết trước đó trung tâm này đã bị Phòng An ninh Chính trị Nội bộ của Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra bắt quả tang khi đang tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ trái phép cho 32 người và đến nay tiếp tục tái phạm lần hai. Bước đầu Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh làm rõ cả 16 học viên này đã liên hệ với Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Khánh Trường ở phường E Tam do ông Nguyễn Khánh Trình làm chủ để được học và thi chứng chỉ ngoại ngữ. Sau khi thu mỗi học viên 1,3 triệu đồng, ông Trình móc nối với Trung tâm Tân Việt Mỹ để tổ chức thi. Mỗi học viên ông Trình được hưởng hoa hồng 300.000 đồng. Thì từ khi là không có tổ chức nữa, sẽ không tổ chức nữa thì học viên người ta có hỏi có lịch thi AB thì mình cũng biết là quen với chị Hiền đây thì mình cũng biết là bên này tổ chức ăn đăng. Thì mình hỏi chị có bao giờ chị có lịch thứ bảy chẳng hạn, thì ví dụ như học viên nó hỏi thì mình nói là có thứ bảy vậy đó. Có được thì em mới gửi 10 người, chứ gửi với 1-2 người thì em gửi làm gì, mỗi người là thu 1,3 triệu thường vậy. Thì có một người như thế thì ai cho bao nhiêu tiền? Được 300.000. Người được 300.000, đúng rồi. Quy định của Bộ Giáo dục thì hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thì không có một cơ sở nào được đào tạo và cấp chứng chỉ ngoại ngữ. Thì trên địa bàn tỉnh thì hiện nay là vẫn còn một số nơi còn lợi dụng cái sự sơ hở của quản lý nhà nước, của các ngành chức năng đã tổ chức thi văn bằng chứng chỉ. Vừa qua thì xã hội cũng rất quan tâm tới vấn đề này và đặc biệt cảnh báo trong các cơ quan nhà nước, nhưng mà cái ý thức của một số công dân và một số cơ quan chức năng để quản lý vấn đề này cũng chưa được cao, làm cho một số cơ sở lợi dụng vào sự quản lý sơ hở thiếu sót của các cơ quan quản lý thì để tổ chức để thu tiền rồi tổ chức thi đào tạo và thi văn bằng chứng chỉ là không hợp pháp. Theo thông tư số 20 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau ngày 15 tháng 1 năm 2020 là dừng việc tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ. Vì vậy, sau khi phát hiện những kỳ thi chui cấp chứng chỉ ngoại ngữ như thế này, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục xác minh để làm rõ ai, đơn vị nào sẽ cấp phôi, cấp chứng chỉ cho những học viên này nếu như kỳ thi không được phát hiện. Thực trạng này cũng đặt ra trách nhiệm cho Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cần tăng cường hơn nữa việc quản lý, giám sát hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ tin học. Các số mà học viên đã làm việc, ai ôn như